dự đoán bóng đá World Cup 2022 trận Pháp với Maroc với thần rùa. Nhà tiên tri thần rùa và đại bàng Romeo đã đưa ra dự đoán bóng đá vòng bán kết World Cup 2022 trận Pháp với Maroc lúc 2 giờ ngày 15 tháng 12. Vòng tứ kết World Cup 2022 đã khép lại sau những trận đấu cuối cùng căng thẳng, kịch tính đến nghẹt thở với những cái tên bất ngờ giành vé vào vòng bán kết. Vòng bán kết World Cup 2022 sẽ diễn ra ngày 14 và 15 tháng 12 với hai cặp đấu, Argentina với Croatia, Pháp đối đầu với Maroc. Lúc 2 giờ ngày 15 tháng 12, hai đại diện châu Âu và châu Phi là Pháp vs Maroc sẽ đối đầu với nhau ở trận đấu thứ hai vòng bán kết FIFA World Cup 2022. Trong số 4 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết, Pháp là đội bóng được đánh giá vượt trội nhờ sở hữu những ngôi sao thượng hạng ở mọi vị trí. Pháp đang phô diễn sức mạnh khủng khiếp bằng những chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ tại World Cup 2022. Les Bleus đang rất tự tin trong công cuộc bảo vệ ngôi vương của mình. Trong khi đó, đội tuyển Maroc vẫn đang viết tiếp câu chuyện lịch sử của mình bằng hàng loạt những cơn địa chấn tại World Cup 2022. Vượt qua hai ông lớn là Bỉ và Croatia để đứng đầu bảng F, rồi sau đó lần lượt tiễn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha về nước ở vòng 1/8 và tứ kết. Pháp đang có hàng công rất mạnh với Mbappe, Giroud ghi bàn đều đặn, Quamoun, Rabiot công thủ khá toàn diện ở tuyến giữa. Nhưng Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn vượt qua bức tường Maroc tạo ra. Cho đến nay, không có cầu thủ đối thủ nào ghi bàn vào lưới Maroc tại World Cup 2022. Bàn thua duy nhất của đại diện châu Phi là do phản lưới nhà trong trận đấu gặp đội tuyển Canada. Đại diện châu Phi hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục tạo nên cơn địa chấn trước đương kim vô địch Pháp. Vào lúc 2 giờ, ngày 15 tháng 12, đội tuyển Pháp sẽ gặp đội tuyển Maroc tại vòng bán kết World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar. Những nhà tiên tri, động vật như mèo cát, thần rùa, chim vẹt, đại bàng Romeo đã đưa ra nhiều dự đoán thú vị tại World Cup 2022. Trước trận đấu Pháp vs Maroc, nhà tiên tri động vật là thần rùa trổ tài dự đoán bóng đá với kết quả cuối cùng chiến thắng thuộc về đội tuyển Pháp. Trong khi đó, đại bàng Romeo dự đoán chiến thắng thuộc về Maroc. Thần rùa Super Turtle Prediction đang là ngôi sao mạng xã hội với nhiều dự đoán tỷ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, Cúp C1 hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021. Trong khi đó, đại bàng Romeo là nhà tiên tri từng gây sốt khi dự đoán chính xác nhà vô địch Euro 2021. Ngoài ra, chú chim này cũng đưa ra nhiều dự đoán bóng đá chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, La Liga, Copa America 2021. Danh sách 4 đội vào vòng bán kết: Argentina, Croatia, Pháp, Maroc. Đội hình dự kiến của hai đội tuyển trong trận đấu giữa Pháp vs Maroc diễn ra lúc 2 giờ ngày 15 tháng 12. Pháp: Lloris, Varane, Hernandez, Upamecano, Caden, Rabiot, Quamoun, Giroud, Griezmann, Dembele, Mbappe. Maroc: Bounou, Sas, Hakimi, El Yamir, Atiat Ala, Jaïs, Amabat, Amala, Onahi, Buffon, En-Nesyri. Theo thông tin bên lề phía dưới, nhiều người dự đoán tỷ số Pháp vs Maroc là 2-0. Pháp thắng 8-9 trận gần nhất tại World Cup. Maroc không thua ở 6 trận gần nhất tại World Cup. Maroc ghi một bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất tại World Cup. Pháp vs Maroc từng gặp nhau 5 lần trong các trận giao hữu, Pháp thắng 3, hòa 2.